Vâng, chào tất cả mọi người. Nếu như mọi người đang không có được đường link để xem được trực tiếp trận đấu giữa Nhật Bản và Australia thì bây giờ mình sẽ cho các bạn một cái đường link để các bạn có thể là xem được trực tiếp cái trận đấu này ngay trên chính thiết bị của các bạn mà không cần phải đi tìm kiếm đâu xa cả. Các bạn cứ vào phần mô tả của video này, mình có để một cái đường link gọi là link xem trực tiếp, thì các bạn cứ ấn vào cái đường link màu xanh xanh thì các bạn có thể là xem được thôi. Khi các bạn ấn vào thì các bạn nó sẽ thấy nó hiện lên cái dòng chữ màu đen đen, thì các bạn cứ đợi khoảng 30 giây thì nó sẽ hiện lên cho các bạn xem, hoặc là các bạn có thể là click xuống dưới phần comment của video này thì mình cũng để một đường link đó cho các bạn xem. Còn nếu như các bạn nào mà không xem được nữa thì các bạn cứ làm theo hướng dẫn của Di. Bây giờ Di sẽ đi vào hướng dẫn cho các bạn ngay đây. Đầu tiên các bạn truy cập vào ứng dụng Google Chrome ha. Sau đó các bạn lên tìm kiếm nè. Các bạn gõ cho mình là tiếng rưỡi chấm link. Tiếng rưỡi chấm link như thế này các bạn ấn vào nó một cái thì nó sẽ hiện như thế này, thì các bạn thấy là số 90 xem ngay không, các bạn ấn vào, các bạn tắt quảng cáo nó một cái, các bạn kéo lên kéo lên kéo lên. Đây, trận đấu giữa Nhật Bản và Australia nằm đây, thì khi nào nó đá lúc 17 giờ 14 phút hôm nay á thì các bạn ấn vào, các bạn cũng tắt quảng cáo nó một cái thì nó sẽ hiện lên thế này. Thì lúc mà nó đá thì nó sẽ hiện lên có dòng chữ màu đen đen, thì các bạn cứ đợi 30 giây cho nó tắt thì các bạn xem được thôi. Hướng dẫn ở đây thì các bạn cũng đã biết rồi. Xin chào, hẹn gặp lại nha.